Kính thưa quý huynh và các bé thân mến, và ngay bây giờ chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2022. Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận 5 lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 xin được phép bắt đầu.